Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 20 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ sinh năm 1982, 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phó Thị Thảo sinh năm 1979, Võ Thụy Á Diễm sinh năm 1972, mỗi bị cáo 7 năm tù và Châu Văn Lớn sinh năm 1969, chồng bị cáo Diễm 6 năm tù cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các bị cáo cùng trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, thông qua việc mua hàng tạp hóa, Mỹ quen biết hai vợ chồng Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Thị Sen kinh doanh hàng tạp hóa tại thị xã Tường Châu. Khoảng tháng 1 năm 2018, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Mỹ nói dối với vợ chồng Linh có quen biết với nhiều khách hàng ở Campuchia đang có nhu cầu mua hàng tạp hóa với số lượng lớn. Do Mỹ không có vốn nên kêu vợ chồng Linh hợp tác ra vốn mua hàng đưa cho Mỹ đem xuất bán sang Campuchia để được chia lợi nhuận cao. Tin lời Mỹ, vợ chồng Linh đồng ý hợp đồng để thực hiện, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 26 tháng 3 năm 2018, Mỹ đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối lừa gạt. Vợ chồng Linh tin tưởng giao hàng tạp hóa cho Mỹ đem bán để chiếm đoạt của vợ chồng Linh số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Còn Thảo và vợ chồng Diễm lĩnh mua bán 111 đơn hàng do Mỹ chiếm đoạt của vợ chồng Linh để thu lợi nhuận trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó, Thảo thu lợi trên 970 triệu đồng, vợ chồng lớn thu lợi trên 601 triệu đồng. Ngày 4 tháng 6 năm 2018, vợ chồng Linh làm đơn tố giác đến cơ quan công an, sau đó Mỹ, Thảo, Diễm và Lĩnh bị khởi tố điều tra.